Bây giờ mình sẽ làm xoài lắc cho các bạn. Mời các bạn ăn xoài lắc. Giờ đây, đó, ớt. Bây giờ mình sẽ đâm ớt. Mình chén muối ớt trước. Hôm nay mời các bạn ăn xoài lắc với mình. Ý lộn, ỏi lắc. Nay mình ăn ỏi lắc nha các bạn. Ngày hôm qua hái vô mà tối quá, ăn sao đau bụng. Muối vô. Lên trời ơi, ớt nó bay nó nồng lên cái lỗ mũi chịu không nổi luôn á, nó bay mùi mà nó thơm, nó thèm chảy nước miếng luôn đó. Bạn thấy ngon chưa, hấp dẫn chưa, chứ nó bay mùi là chịu hết nổi rồi đó. Rồi giờ mình sẽ gọt ổi. Giờ mình sẽ đổ muối vô mình lắc thôi nha. Sẽ dùng cái này đậy lại. Đó. Giờ mình đậy cái này lại đó, bắt đầu mình lắc nữa nha. Lắc vài cái mình để cho nó thấm vô một cái nữa. Lỗ mũi chảy nước miếng hết các bạn ơi, ngon quá. Đó, dở ra coi, trời ơi quá trời luôn, nước muối nó chảy tan ra rồi nè, ớt nó nồng lên nữa. Rồi đây, ngon chưa các bạn? Đó, mời các bạn ăn ổi lắc nha. Để mình sóc lên lần nữa nha cả nhà. Nãy giờ đó, sóc thêm vài cái nữa là hấp dẫn không? Rồi giờ mời cả nhà ăn ổi lắc được rồi đó. Nãy giờ nó rút vô trỏng rồi. Giờ dẫn cả nhà ra ngoài vườn ngồi cho nó mát, thưởng thức mình nhâm nhi nữa mới đã. Giờ làm xong cái thau xoài lắc rồi, giờ mình ra ngồi kế ý lộn ổi lắc. Giờ mình thấy cái ổi này mới nhớ ổi lắc đây, ổi nè đó các bạn, dòm nè đó, ngồi kế mấy chùm ổi quạt quạt luôn nè đó, đã chưa. Còn này là bưởi luôn đó. Và đây là một thau xoài lắc, ý lộn cứ xoài lắc hoài. Cái này là ổi ổi lắc đó, cái này là một thau ổi lắc. Giờ mời cả nhà mình ăn ổi lắc nha.
nãy giờ mình lắp xong rồi, mình để đi lo dọn dẹp rửa ba cái dục ba cái ổi hư ổi rồi bỏ rửa ráy lum hết rồi. Giờ mới xong, giờ mời cả nhà ăn ổi. Ổi lắc đây, mời cả nhà miếng ổi lắc nha, này là cực kỳ ngon luôn á. Có một tiếng chua chua giòn giòn cay cay mặn mặn đủ vị hết, ăn ra mà vườn về mình ngồi mình ăn dưới bóng bóng cây đó. Các bạn dòm thấy ra đây á là trăng thanh gió mát, giờ này ra đây có trăng thanh gió mát, căng chiếu dội vô mặt rồi lum hết trơn luôn nè. Đây mời cả nhà một miếng ổi nữa nha, rất là tuyệt vời. Hồi nãy giờ mình để á, mình lắc xong mình để dành nó thấm vô cái miếng ổi, ăn nó mặn mặn chua chua cay cay ngon, chỉ biết nó ngon thôi chứ không biết làm sao. Giờ mời các bạn miếng nữa, ai có gì bên kia ăn nấy nha, mình ăn ổi. Rớt hên còn dính lại. Trời buổi trưa chỉ có ra vườn ngồi ăn vậy thôi. Trong nhà nóng nực. Ra ngoài bờ có bóng cây bóng mát. Thử ăn hết thao ổi lắc này không? Mình thử mình làm một thao này coi ăn nổi không? Chứ bỏ hổm ăn con trái mới ăn xong là lo chạy lục nồi cơm ăn không hay gì kịp. Ăn ổi này nó sốt ruột kinh khủng. Còn quá là bự mà nó căng bít cái bịch luôn. Vậy là chưa có bự hết cỡ của nó. Giống ổi này là giống ổi Mỹ. Lúc mình đi hội chợ trái cây á, người ta bán người ta kêu ổi Mỹ thì biết ổi Mỹ thôi chứ cũng không biết là gì. Chứ tôi không biết nó có nhập từ bên Mỹ về không, cũng không biết. Vô mua ở trong hội chợ trái cây á, mời cả nhà ăn miếng ổi nữa nha. Bây giờ nó cay cứ bằng cay xé cái miệng luôn á, hết hiểm hồi nãy á. Giờ hai bên cái miệng cay xé luôn á.
Rồi, mời các bạn một miếng cuối cùng nha. Mình là làm hết nổi à. Cay quá. Giờ vô mà tháo dí luôn à. Ăn nhiều ở đây giờ vô bào tháo dí luôn. Chạy. Chụp cái này dọn thôi. Chụp hết xíu rồi. Bye, tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới giờ này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Wow, tàu tháo dí, chạy.